tiết của tiết mục sắp tới, một tiết mục rất sôi động mang tên Room Bucket, đó là các bạn hoàn toàn có thể khai thác được những giá trị rất là độc đáo, rất riêng từ những gì mà chúng ta thấy rất bình thường hàng ngày, cho dù là đồ vật hay là con người cũng vậy. Hãy nhìn một cách khác biệt, tôn trọng sự khác biệt, và từ đó các bạn sẽ tạo ra những điều rất đặc biệt. Xin mời tất cả chúng ta cùng thưởng thức Room Bucket của nhà TL. Thank you.